Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món cocktail tiếp theo là công thức B53, cũng là phương pháp đốt. Thì công thức này cũng đốt, thì cũng giống như công thức trước mình học là B52. Thì lúc nào cũng phải có một ly trà đá kế bên, là một ống hút và có khăn giấy để lau tằn. Thì công thức này công thức đổ tằn. Thì công thức B53 gồm có tequila, barley, calua. Thì viên tằn đầu tiên thì mình cứ đổ thẳng calua vô. Sau đó mình lấy giấy mình lau lại. Tầng thứ hai là mình sẽ đổ ba lay. Thì ở đây tôi sẽ dạy các bạn đổ bằng zip gơ để cho các bạn tập biết cho nó quen, để sau này mình đổ bằng chai. Các bạn luôn nhớ tay lúc nào cũng phải vịn cái ly để tránh tình trạng ly chạy. Miệng dít gơ lúc nào cũng phải bằng với cái miệng ly, sau đó chúng ta đổ năng lên từ từ. Mình đã được hai tầng, đó là tầng calua và tầng ba lay. Sau đó mình tiếp tục, mình lấy khăn giấy mình lau lại cái vệt rượu. Mỗi tầng là 1/3 rượu nha các bạn. Tiếp theo còn cho, tiếp theo là tequila 1/3. Các bạn nhớ là mình đổ lúc nào cũng phải bằng mặt ly ha. Rượu phải bằng mặt ly thì lúc đó mình mới đốt được. Thì khi đổ xong thì mình sẽ tiến hành đốt. Thì mình đốt từ dưới lên trên. Mình hơi ở dưới cho nó nóng, sau đó mình đưa lên trên, rồi mình đưa xuống dưới. Rồi sau đó mình đưa thẳng vô trong. Rồi rượu đã cháy cho các bạn. Thì cách hút như thế nào? Cách uống, mình chọt thẳng vô, mình hút một hơi một, tuyệt đối mình không có chần chừ. Nếu mình chần chừ thì ống hút nó sẽ bị cháy. Chọt vô mình hút một hơi một.